Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trên người treo hai quả cân, ông Tổng nắn chỉnh thế nào để không bị lệch Ông Nguyễn Phú Trọng mời được Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam Nên nhiều ý kiến đánh giá ông Tổng Bí Thư đã cởi mở hơn với phía Mỹ Những ngày này người ta nói nhiều về việc ký kết nâng cấp mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ Ngay sau đó là chuyến đi Mỹ của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính để hiện thực hóa mối quan hệ này tuy nhiên miệng ông thủ tướng phạm minh chính vẫn phải lải nhải câu mỹ phải tôn trọng sự khác biệt về thể chế chính trị sau khi ông tổng thống mỹ biden về nước hai ngày ông tô lâm lại được cử đi trung quốc cũng dễ hiểu bởi thể chế chính trị mà đảng cộng sản việt nam theo đuổi là một sự thiệt thòi lớn cho người dân cả nước nhưng mang lại lợi ích vô biên cho đảng và cho tất cả các quan chức trong đảng với hàng triệu công chức và hàng chục vạn quan chức thì việc cắt vài chục thậm chí vài trăm nhánh củi khô cũng chẳng là gì với lượng quan chức khổng lồ đang ngày đêm hút máu xã hội mà làm giàu nước mỹ tìm kiếm quan hội ngoại giao với việt nam vì họ muốn nâng cao sự ảnh hưởng của họ ở vùng châu á thái bình dương đặc biệt là vị trí địa lý của việt nam đối với trung quốc nếu việt nam ngả về mỹ thì điều đó cũng có nghĩa Trung Quốc sẽ ngày một cô đơn hơn. Bởi xung quanh Trung Quốc vốn đã có rất nhiều quốc gia thân Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ người dân thích Mỹ nhiều nhất, đến 78% người Việt Nam thích Mỹ, bất chấp những lời chửi Mỹ tràn ngập trên không gian mạng xã hội. Thực tế cho thấy quan chức và đại gia muốn chọn cho con cái đi du học Mỹ đa ưu tiên hàng đầu của họ chứ họ không đi Nga hay đi Trung Quốc. Trước khi đi Mỹ, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phải đi Trung Quốc. Dân thì nghiêng về Mỹ, nhưng Đảng thì không thể nghiêng hẳn về Mỹ vì vấn đề thể chế chính trị. Nếu dân chủ hóa đất nước thì quan chức cộng sản không còn cơ hội để tham những khủng như hiện nay. Cũng chính nguyên nhân này mà Đảng Cộng sản phải bám vào tàu bằng mọi giá dân chủ hóa đất nước thì dân giàu nước mạnh nhưng đảng thì lại hỏng ăn. Bám vào thể chế độc tài toàn trị thì dân nghèo nước hèn nhưng đảng lại được phè phẫn hưởng thành quả khai thác từ toàn dân. Theo những thông tin chúng tôi nhận được, ông Nguyễn Phú Trọng bị thuyết phục bởi một ông thượng tướng quân đội và ông Trọng đã xích lại gần hơn Mỹ. Tuy nhiên, ông Trọng là người bảo thủ, đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của đất nước nên sẽ không có chuyện ông gần gũi mỹ về mặt chính trị về mặt chính trị và an ninh ông vẫn kết nối với trung quốc chặt chẽ hơn mỹ và trung quốc được ví như hai quả cân ông tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng đang phải ra giảm sao cho cán cân quan hệ giữa hai cường quốc này vẫn cân bằng nếu ông ra thêm bên này một ít thì bên kia ông cũng phải tăng thêm một ít ông trọng vẫn cân não cho mối quan hệ phức tạp này mối quan hệ với mỹ khá lành tính trong khi đó mối quan hệ với trung quốc được xem là ác tính với mỹ việt nam xích lại gần mỹ hay xa mỹ thì những người ra chính sách vẫn an toàn không gặp nguy hiểm gì tuy nhiên khi việt nam xích lại gần mỹ và xa quỹ đạo của trung quốc thì e rằng những người ra chính sách sẽ không thọ đặc biệt là quan chức ở trung ương đảng và ngay cả trong bộ chính trị đã xuất hiện những cái chết bất thường khá nhiều trong đó ông Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang và Lê Văn Thành đều đổ bệnh sau chuyến thăm Trung Quốc. Bị trong thòng lọng vào cổ, khó bứt ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Ngay sau chuyến thăm của ông Tổng thống Mỹ đến Hà Nội, thì ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam cũng đã phải đi thăm Trung Quốc rồi mới có thể lên đường đi Mỹ. Ngoài ra còn có ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng có xuất sang Bắc Kinh sau khi ông biden về nước hai ngày đây là cách mà đảng cộng sản việt nam cân đối cho mối quan hệ giữa hai cường quốc thêm mối quan hệ với mỹ thì cũng phải vội vã sang tàu ký tá thêm để cho họ biết việt nam không ăn ở hài lòng dân chủ hóa đất nước thì mới dân giàu nước mạnh mà chỉ có dân giàu nước mạnh thì mới dám ưỡn ngực vươn vai trước ông láng giềng hùng hằng Đảng Cộng sản đã từ chối dân chủ hóa đất nước thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ dìm đất nước mãi mãi ở thế nhược tiểu. Rồi lúc nào cũng phải khép nép và chiều chuộng ông láng giềng phường Bắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Trên người treo hai quả cân, tổng đắn chỉnh thế nào để không bị lệch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Huệ Vương bị Đức từ chối tiếp Ý đồ dẫn độ Nguyễn Thị Thanh Nhàn bế tắc Theo trang thông tin của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 8 thì vào cuối tháng 9, Đức sẽ đón tiếp ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng cung cấp cho Thời báo chấm được biết, chuyến thăm này đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân được thông báo là phía Đức không sắp xếp tiếp được. Đây được xem là lý do từ chối khéo. Được biết, phía Việt Nam cũng đã đối xử lạnh nhạt với chuyến thăm của ông Thủ tướng Đức tới Hà Nội vào hồi tháng 8 năm ngoái. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đăng thông tin ông Vương Đình Huệ sẽ thăm Đức vào cuối tháng 9. Chuyện Tô Lâm mang quân sang tận Berlin để bắt cóc người một cách tùy tiện đã tạo ra sự căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Từ đó đến nay, tuy hai bên cũng đã có những nỗ lực xích lại gần nhau hơn, nhưng vẫn không thể nào trở lại được như mối quan hệ trước kia khi xảy ra vụ bắt cóc. Lẽ ra sau tiếp ông Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tháng 8 năm 2022, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nên dẹp cái tôi để tiếp Thủ tướng một cường quốc hàng đầu trong khối EU cho tử tế. Nó có lợi cho Việt Nam hơn rất nhiều. Không biết chuyến thăm dự kiến của ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Đức để làm gì? Quốc hội Việt Nam chẳng khác nào đảng hội, bởi nó là cơ quan tập hợp toàn những người đại diện cho đảng và chính quyền nó chỉ là cơ quan lập pháp trá hình, trong khi đó Quốc hội Đức với hai viện là cơ quan lập pháp đúng nghĩa đại diện cho dân, cho nên chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ nếu có thì cũng chẳng thể trao đổi được kinh nghiệm gì về vấn đề lập pháp giữa hai nước. Ông Huệ muốn rằng Đức là có mục đích khác, mục đích truyền thông điệp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thông tin cho biết ông Vương Đình Huệ bị phía Đức từ chối tiếp với lý do bận. Nếu là vấn đề kinh tế đất nước thì giao bang ở cấp chính phủ, chứ chẳng ai lại kết nối ở hệ thống lập pháp. Chuyến đi dự kiến của ông Huệ được lên kế hoạch ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch của IC ra đổ thú. Cho nên, dưới quan sát đánh giá, chuyến đi dự kiến của ông Huệ chỉ là thuyết pháp để phía Đức cho dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bởi nếu tổ chức bắt cóc một lần nữa trên lãnh thổ nước Đức là rủi ro rất lớn cho chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam Ông Vương Đình Huệ và ông Phạm Minh Chính là thủ tướng đương nhiệm Được xem là hai con ngựa chiến trong cuộc đua sòng mã Để cố giành cho được chiếc ghế tổng bí thư vào hai năm tới Hai ông này cũng đang ganh đua nhau chiếc ghế thủ tướng ở Đại hội 13 Và ông Huệ cuối cùng đã thất thế Ông Chính đã tạt sang chiếm lấy chiếc ghế quyền lực thứ hai nếu thông tin về chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ sang Đức bị hủy là đúng thì được xem như cơ hội ông Huệ làm thuyết pháp với chính quyền Đức không còn. Hơn nữa, tờ Nhật Báo Thác cũng đã thông tin là phía Đức từ chối yêu cầu dẫn độ của Việt Nam. Cho nên, có thể nói, cơ hội để chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là không cao, nếu không muốn nói là không thể. Hành động bắt cóc của ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ở đức đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa hai nước trong rất nhiều năm mà cho đến nay vẫn chưa hẳn gắn được thực ra chủ tịch quốc hội của việt nam đối với các nước dân chủ là kém giá trị nhất trong tứ trụ của triều đình đảng cộng sản việt nam nếu ông vương đình huệ sang đức cũng chỉ làm cho người đứng đầu cơ quan lập pháp đức tốn thời gian vô ích mà thôi lập pháp việt nam chẳng có giá trị gì để cho lập pháp đức học hỏi còn lập pháp đức cũng không thể giúp gì cho lập pháp việt nam bởi vì độc tài và dân chủ không thể nào có điểm chung. Cho nên phía Đức từ chối cũng là lẽ hợp lý. Bài toán dẫn độ bà Nhàn đang bế tắc, có đánh giá cho rằng nếu bà Nhàn rơi vào tay Tô Lâm thì xem như ván cờ chính trị thượng tầng ngã ngũ. Nhưng nếu bà Nhàn vẫn trốn ít nhất là cho đến đại hội 14 sau hơn 2 năm nữa thì cơ hội trong Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn đang còn. Có như thế thì cuộc chiến xong mã mới hấp dẫn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Huệ Vương bị Đức từ chối tiếp, ý đồ dẫn độ Nguyễn Thị Thanh Nhàn bế tắc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.